Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Vân Hồ. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 32 của Ban Bí thư Trung ương và nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị. Kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân huyện Vân Hồ khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021. Họp Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Vân Hồ giai đoạn 2016-2020 về đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã Triềng Khoa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Hội cựu chiến binh tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Cuối chương trình là gương người đi tiên phong trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 8, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Đinh Thị Bích Thảo, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 32 ngày 9 tháng 12 năm 2013 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân và nghị quyết số 48 ngày 24 tháng 5 năm 2005 của Bộ Chính trị về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Vân Hồ có đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Bí thư Huyện ủy. Sau 15 năm thực hiện nghị quyết số 48 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 32 của Ban Bí thư, công tác xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của tỉnh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật được nâng lên. Các văn bản quy phạm pháp luật được ban hành mới hoặc sửa đổi bổ sung phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Theo đó, toàn tỉnh đã ban hành được 940 văn bản quy phạm pháp luật trên các lĩnh vực, phát hiện 64 văn bản ban hành sai nội dung, hình thức, thẩm quyền, hiệu lực và thể thức văn bản, 100% văn bản trái quy định được các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định. Cũng trong giai đoạn 2005-2019, đã tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính tổng số 3.743 vụ việc, xử phạt vi phạm hành chính 28 tỷ 635 triệu đồng. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được tăng cường, đổi mới hình thức phổ biến giáo dục pháp luật. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh nhấn mạnh, cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh về xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Hội đồng Nhân dân tỉnh rà soát các nghị quyết đã ban hành liên quan đến công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường giám sát ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban Nhân dân tỉnh và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện, củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy và cán bộ thực hiện công tác giáo dục phổ biến pháp luật, đội ngũ cán bộ công chức tư pháp từ tỉnh đến cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chiều ngày 21 tháng 8, Hội đồng Nhân dân huyện Vân Hồ khóa 2 đã tổ chức kỳ họp bất thường. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Minh Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ, đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Bí thư Huyện ủy. Kỳ họp bất thường Hội đồng Nhân dân huyện Vân Hồ đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021. Quy trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Theo đó, với tinh thần dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ, 100% đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã nhất trí miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đối với đồng chí Vũ Xuân Hiếu, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Tín nhiệm bầu đồng chí Nguyễn Quang Huấn, Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch huyện, giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ khóa 2, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Quang Huấn cảm ơn sự quan tâm tín nhiệm của các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện, đồng thời hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu cùng tập thể Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức thực hiện hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện đã nhất trí thông qua nghị quyết về điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, nguồn xây dựng cơ bản tập trung, vốn ngân sách huyện quản lý và vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020.
ngày 22 tháng 8, đồng chí Nguyễn Huy Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện đã chủ trì cuộc họp về đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã Triềng Khoa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Qua rà soát, đến nay xã Triềng Khoa đã đạt 16 trên 19 tiêu chí, 44 trên 49 chỉ tiêu. Các công trình phúc lợi xã hội, công cộng được nhà nước, nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội đồng lòng thực hiện theo hình thức xã hội hóa, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Để đạt được những kết quả trên, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ chính quyền huyện và xã Triềng Khoa đã đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ tại cơ sở, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân. Huy động toàn dân tham gia xây dựng nông thôn mới với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân thụ hưởng. Cũng tại cuộc họp, các thành viên ban chỉ đạo đã bổ sung một số nội dung liên quan đến công tác chỉnh trang đô thị, nâng cao chỉ tiêu thu nhập, tăng giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích nông nghiệp, v.v. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện, đề nghị xã Triềng Khoa tiếp tục duy trì các tiêu chí đã đạt được, phấn đấu từ nay đến cuối năm hoàn thành các tiêu chí còn lại theo đúng kế hoạch đã đề ra. Phối hợp với các sở ngành của tỉnh, huyện, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ đạt chuẩn, đảm bảo theo đúng quy định và lộ trình thời gian. Tổng hợp hoàn thiện hồ sơ cấp huyện, đề nghị tỉnh thẩm định phê duyệt trong tháng 10 năm 2019. Phấn đấu trong năm nay, Triềng Khoa là xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 23 tháng 8, Hội Cựu chiến binh huyện đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Tới dự có Thiếu tướng Cầm Xuân Ế, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo một số ban ngành, đoàn thể huyện. Phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua Hội Cựu chiến binh huyện đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào cựu chiến binh gương mẫu, góp phần thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu thi đua của hội, thường xuyên chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, thực hiện cuộc vận động chung tay xây dựng nông thôn mới. Hội cựu chiến binh các cấp từ huyện đến cơ sở đã vận động gia đình hội viên hiến 5.580 m² đất, hơn 9.000 ngày công lao động, trên 343 triệu đồng, làm 12 tuyến đường cựu chiến binh tự quản, quyên góp ủng hộ trên 70 triệu đồng, hỗ trợ cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với Hội Cựu chiến binh tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp, xóa 32 nhà rột nát, nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện tạo điều kiện cho hội viên vay trên 79 tỷ đồng để phát triển kinh tế. Đến nay, trên địa bàn huyện có một doanh nghiệp, hai hợp tác xã, ba trang trại và 107 gia trại do cựu chiến binh làm chủ. Năm 2018, có 3 cơ sở hội đạt xuất sắc, 12 cơ sở đạt trong sạch vững mạnh. Công tác xây dựng củng cố tổ chức hội tiếp tục được duy trì, phát triển cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay toàn huyện có 16 tổ chức cơ sở hội, 2.540 hội viên sinh hoạt tại 115 chi hội. Hội nghị đã bầu 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự hội nghị thi đua cựu chiến binh gương mẫu Hội Cựu chiến binh tỉnh Sơn La lần thứ 6 năm 2019, đồng thời phát động phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân. Hội Cựu chiến binh huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2014-2019. Thưa quý vị và các bạn, dám nghĩ, dám làm luôn đồng hành cùng bà con nhân dân trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đó là những nhận xét của bà con nhân dân khi nhắc đến chị Hà Thị Mai, bản Mường An, xã Xuân Nha, người tiên phong trong chuyển đổi diện tích cây trồng trên đất dốc kém hiệu quả sang trồng cây chanh leo. Đây là loại cây được mệnh danh là cây xóa nghèo và đang từng bước được nhân rộng trên địa bàn huyện Vân Hồ. Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi khi gặp chị Mai đó là một người phụ nữ với dáng người nhỏ bé, giản dị. Chia sẻ về khoảng thời gian mới tìm hiểu cây chanh leo, chị cho biết. Thấy một vài hộ gia đình ở tiểu khu 84-85, thị trấn Nông Trường Mộc Châu, trồng giống chanh leo trồng rất đẹp và hiệu quả kinh tế cao, chỉ tầm 3-4 tháng đã cho ra quả. Mắt thấy tai nghe và được tư vấn tận tình, chị nung nấu quyết tâm đem giống chanh leo về trồng ở bản. Để có vốn đầu tư giàn, lưới thép, giống và phân bón,
chị đã bàn với chồng vay 20 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội huyện để mua giống cây chanh leo về trồng trên diện tích 500 m2 đất của gia đình. Không phụ lòng người phụ nữ cần cù, chịu thương, chịu khó, năm đầu tiên trồng chanh leo thuận buồm xuôi gió, cùng với cách chăm sóc đúng quy trình, kỹ thuật, giàn chanh leo của gia đình chị đã cho thu hoạch. Năm đầu tiên, gia đình chị bán được khoảng 2 tấn quả, cho thu nhập 40 triệu đồng. Đến nay, chị Mai không những trả được hết nợ, mà cuộc sống ngày một khá giả hơn. Mới đầu thì tôi cũng làm rất là khó khăn, vì gia đình kinh phí không có, thì tôi cũng có đi vay ngân hàng chính sách đấy về để giống để trồng ấy. Bởi vì cây chanh leo là cái thời gian sinh trưởng của nó cũng là 4 tháng mới được thưa tính ngày mình trồng ấy. Thì tôi vay về tôi làm. Năm đầu tiên có một gia đình tôi với hai gia đình làm thôi. Thế là gần về sau ấy làm bà con thấy có thu nhập. Thế là cũng nhiều người đến đăng ký học hỏi thì tôi cũng có đi trực tiếp từng nhà tôi hướng dẫn bà con làm. Thế là làm theo cụ thể như bây giờ ấy, làm đến thành quả bây giờ là gia đình tôi cũng đã thu được 450 triệu rồi. Tới này tôi sẽ mở rộng trồng thêm 200-300 cây nữa và tôi sẽ triển khai cho bà con trồng thêm đậu này với lại su su để có thêm thu nhập. Nhận thấy chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang trồng chanh leo là việc làm đúng và mang lại hiệu quả kinh tế cao, chị đã tuyên truyền, vận động bà con dân bản cùng làm. Chị luôn sẵn lòng truyền lại những kinh nghiệm mà mình đúc rút được trong quá trình trồng và chăm sóc cây chanh leo để giúp đỡ bà con có hoàn cảnh khó khăn trong bản. Nhờ vậy mà tỷ lệ hộ nghèo của bản giảm dần qua từng năm. Trước kia là gia đình tôi có trồng sắn nhưng mà lại thu nhập lại không được cao. Thế có cháu Mai bên cạnh là cháu cũng trồng chanh leo. Thế là tôi cũng sang học hỏi cháu, gọi là lấy chanh leo vào để trồng. Nhưng mà cũng chưa biết là quy cách trồng chanh leo là như thế nào. Thế tôi cũng sang hỏi cháu. Cháu cũng hướng dẫn nhiều cơ cấu cây trồng lắm. Vì là cháu rồi là mang bí cô tiên rồi lại chanh leo. Thì cháu cũng sang nhà tôi để giúp đỡ gia đình để cho nó ổn định đời sống này. Không những đi đầu cho phát triển kinh tế gia đình và trở thành một trong những hộ khá của bản, với cương vị là đại biểu Hội đồng Nhân dân xã, chị luôn làm tròn trách nhiệm là một đại biểu tận tụy với công việc, luôn quan tâm đến đời sống và tâm tư nguyện vọng của người dân, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, chị luôn sâu sát, gắn bó với nhân dân, luôn lắng nghe, gần gũi với bà con, được bà con trong bản quý mến. Mọi phong trào vận động, tuyên truyền đều được nhân dân đồng thuận và tích cực tham gia. Cá nhân chị đã mạnh dạn đi tìm cây giống, con giống để về mở cái mô hình của gia đình. Và hiện nay là gia đình cũng có cũng trồng như là bí cô tiên, như là chanh leo. Thu nhập của gia đình cũng đến giờ đến hiện tại là cũng tạm ổn và cũng thu nhập cũng cao. Ngoài phát triển kinh tế gia đình thì chị cũng tuyên truyền tham gia cuộc họp, đặc biệt là chi hội phụ nữ ấy, là tuyên truyền tới toàn thể chị em trong chi hội nhân diện rộng và xem chia sẻ những cái cách làm hay cho chị em trong chi hội để cùng nhau phát triển mô hình. Từ một gia đình thuộc diện hộ nghèo của xã, bằng sự nỗ lực vươn lên, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, chị Mai xứng đáng là một điển hình về tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, biết vươn lên làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương. Thành công của chị đã góp phần tô thắm thêm hình ảnh đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Vân Hồ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.